Và Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hoàng Thị Đốn. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem những điều cần biết để có một sự khởi đầu may mắn và thành công trong năm Quý Tỵ 2013. Và sau cùng xin kính mời quý vị đón xem chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với phần tin thời sự và bài viết Lời đầu năm của người vợ tù chính trị của Thiếu úy Cảnh sát Quốc gia Lê Thị Xuân. Kính thưa quý vị, những yếu tố nào sẽ giúp mang lại cho quý vị một năm Quý Tỵ 2013 may mắn và thành công? Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp xúc đặc biệt giữa Thi Nga và ông Quảng Đức, chuyên gia về phong thủy, dịch lý và tướng số. Thưa quý khán thính giả, chương trình này đến với quý vị khi chỉ vài tiếng nữa là giao thừa. Ở trong nước thì giờ này đã là mùng 1 Tết Quý Tỵ. Trước thềm xuân mới, chúng tôi xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, an bình, hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng. Đón mừng Tết hôm nay, phòng thâu hình của chúng tôi lại có dịp đón tiếp thầy Quảng Đức. Như quý vị cũng đã hay, thầy Quảng Đức lâu nay được biết đến như người am tường, dịch lý, phong thủy cũng như về tướng số. Xin chào thầy Quảng Đức ạ. Dạ, kính chào chị Thiên Nga, kính chào tất cả các khán giả của quý đài SPTN. Dạ thưa thầy, chúng ta người nào cũng mong là năm mới sẽ đem lại mọi điều tốt lành. Người Việt mình cho rằng những gì ta làm trong các ngày Tết sẽ ảnh hưởng đến cả năm. Và việc đầu tiên mà chúng ta coi là có ảnh hưởng quan trọng là xuất hành. Ngay sau giao thừa, nhiều người đi lễ chùa hoặc nhà thờ cho rằng xuất hành đến các nơi thờ tự là tốt. Những người khác thì sáng mùng 1 xuất hành đi thăm họ hàng. Với thầy thì có lẽ phải tùy theo sao mà xuất hành theo hướng nào và theo giờ nào, phải thế không ạ? Dạ vâng, thưa chị Thiên Nga. Thật tình đó là xuất hành đó là cái tục lệ từ xưa đến nay của người Việt Nam rồi, ăn sâu vào máu người dân Việt rồi. Mà xuất hành đó là một cái thái độ chọn lựa tốt nhất của người Việt Nam. Đã. Mà hình như tất cả thế giới này chỉ có nước Việt Nam chúng ta có thôi. Đã. Nó có hết sức đặc thù thưa chị. Đã. Mà cũng vì vậy cho nên đó, cũng như các năm trước tôi cũng đã từng trả lời với chị Thiên Nga rồi là vì nhờ cái tính đặc thù như vậy, ngay từ đầu năm người Việt đã biết chọn cái chủ động cái hướng nào để đi. Vì nước nhỏ chúng ta cũng vì cái tính chủ động đó mà chúng ta có giữ được nước bây giờ. Dạ vâng. Thưa thầy, như vậy đó thì xin thầy chỉ dẫn cho là đi hướng nào năm nay, năm Quý Tỵ thì tốt ạ. Dạ, thật tình ra năm nay là năm Quý Tỵ là cái năm so với cái dịch số á, cũng như là huyền phong theo cái phái của huyền không cổ học á, thì ngũ hoàng đã nhập trung cung. Thì mọi chuyện á, khi ngũ hoàng nhập trung cung á, thì trong dịch số người ta gọi rằng là bị phục ngâm thì mọi chuyện đều phải dừng lại hết, đi cũng đi được mà tới lui cũng lui được. Cho nên mà khi mà tới không được mà lui không được thì tình trạng đó người ta là tình trạng buồn phiền ấp ủ buồn. Nghĩa là vì vậy cho nên là năm Quý Tỵ không phải là một cái năm tốt. Mà nếu như một năm không phải là năm tốt thì cái chọn lựa cái xuất hành đầu năm để lấy cái sự may mắn nhiều hơn á thì nó sẽ tính mang cái tính là quyết định lớn hơn. Ví dụ năm nay á thì ngũ hoàng nhập trung cung và như tính á thì năm nay là năm Quý Tỵ thì nó tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Mà tam hợp Tỵ Dậu Sửu đó là hành kim. Mà hành kim á thì tam sát nằm ở tại dần, nằm tại Mão và nằm tại Thìn, nằm tam sát cái đó. Vì vậy những cái hướng đó là không có thể đi được thưa chị. Hướng đó gặp hướng sát. Thì hướng ba hướng đó là coi như là hướng Tây Bắc. Hướng Đông Bắc, hướng Đông và hướng Chính Đông. Riêng về hướng Tây Nam ở Đông Nam là hướng này là hướng Thái Tuế đang là Thái Tuế sát thì hướng nó cũng không đi được. Nên là cái gì dính vào Đông thì năm tuyệt đối không thể đi được thưa chị. Nên mà lỡ chị Thiên Nga mừng hoặc là quý vị mua vé rồi thì có thể là chuyển là sang năm nữa đi. Nếu mà đi vé về hướng đó thì có nhiều cái bất lợi. Cái thứ hai nữa là nếu như mà Thái Tuế hai nằm tại hướng nằm tại Tỵ, nghĩa là nằm tại hướng Đông Nam thì năm nay nhị hắc á, là bệnh phù đang nằm hướng Tây Nam. Mà hướng Tây Nam á
là hướng khi mà bệnh phù đến đâu thì bệnh dịch mà cũng như là những cái tai họa sẽ đến. Đấy. Vì vậy những cái hướng mà Tây Nam xuất hành được không thì phải thật sự là chỉ có một vài người xuất hành được thôi. Dạ. Ví dụ như những người hành nghề và bác sĩ y khoa hoặc là dược khoa thì cái chỗ đó là những cái chốn đó, những cái chốn có thể là vừa tạo được đức mà vừa có thể kinh doanh được. Dạ. Thì đó những cái chỉ có một số người hoặc là một số ngành nghề là có thể so thành được thôi. Dạ. Còn đa số khác thì bây giờ chỉ còn một vài hướng thôi chị. Dạ. Thì chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị khán thính giả của quý đài luôn là năm nay nên xuất hành hướng chính bắc. Chính bắc, chính bắc là hướng có lộc tồn và long đức, không dạ. có gì bằng lộc và đức hết. Dạ. Thì nó hướng chính bắc theo hướng nó xuất hành. Cái thứ hai là hướng hỷ là nằm từ hướng nam. Hướng nam là hỷ thần nằm ở đó. Thì đi về hướng nam á, thì có nhiều cái vui vẻ hơn. Năm nay trong gia đình có nhiều cái thuận lợi hơn. Mà đặc biệt có cái là những người nào mà còn độc thân hoặc rằng là chưa có mối tình đầu nào mà để mà lạnh lưng hết thì nên cố gắng năm nay xuất hành ở đó. Tại vì đào hoa đang tỏa đó chị. Dạ, yeah. Dạ. Và có một cái hướng nữa mà từ xưa đến người Việt chúng ta rất là quý. Quý ở chỗ là cái gì không có gì bằng đức hết á. Cho nên là hướng Tây Bắc là hướng về đức, tuế chí đức nằm tại hướng Tây Bắc. Cho nên Tây Bắc là hướng thường thường người Việt nó xuất hành luôn. Đã. Riêng có hai hướng, hướng chính đông và hướng Tây. Bây giờ nếu như quý vị mà đọc trong sách báo thì sách vở để lại thì nó là cung tài đang nằm tại đông, cũng như là có sách nói rằng cung tài đang nằm ở phía Tây. Thì nếu mà tài nằm ở hướng đông thì người gọi là sinh đông tử Tây, hoặc ngược lại nếu nằm ở phía Tây thì gọi là sinh Tây tử đông. Vì vậy hai cái hướng đó không thể xuất hành được, tại vì sách biết đâu sách nói đúng thì sao. Vậy chúng tôi xin nhắc lại là chúng ta nên chọn ba hướng thôi. Dạ. Hướng bắc, hướng nam và hướng tây bắc để xuất hành. Dạ, ngoài trừ những hướng khác có hướng cũng có tốt trong đó, ví dụ như hướng tây nam chẳng hạn. Vâng. Thì tốt cho những người một vài ngành nghề về y dược thôi. Vâng, vâng. Dạ, thưa chị Thiên Nga. Vâng. Cái đó là nói về ngành nghề, nhưng mà nói về tuổi đó thì thưa thầy, những cái hướng mà thầy vừa chỉ dẫn á là áp dụng đúng cho tất cả mọi tuổi hay là chỉ đúng cho cái tuổi nào mà thôi? Dạ thưa chị Thiên Nga, thường thường hướng xuất hành là hướng cho tất cả mọi tuổi. Cho tất tuy cả. Nhiên cái người tốt bao nhiêu, tốt xấu bao nhiêu, lớn hay nhỏ hay lớn thì dạ. tùy theo cái tuổi đó nữa. Dạ. Dạ. Tuy nhiên nói chung là những hướng là những hướng tốt thưa chị. Dạ vâng. Thế khi mà xuất hành đó thì tuổi nào thì nên mặc áo màu gì, nhất là mấy cô thiếu nữ mấy bà thì quan tâm lắm, mặc áo màu gì thì tốt hơn cho năm mới ạ? Thông thường thì người ta theo cái mệnh của mình thưa chị. Dạ. Theo cái mệnh của mình là mình mang những cái màu áo gì mà sinh cho mệnh mình thì mình thấy nó dễ dàng hơn. Dạ. Thì cũng có nhiều người là nếu như cũng có tính là mang những cái màu áo gì, nếu mà cầu tài chẳng hạn thì người ta mang một cái áo gì mà người ta có khắc chế được. Ví dụ như là nếu như người đó mang thủy mà nếu thì cái gì ta khắc là chính là tài lộc của ta, thì thủy sẽ khắc hỏa, thì những người mạng thủy sẽ mang màu hỏa để cầu tài. Nhưng mà nếu mà cầu an thì là người mạng thủy sẽ mang màu trắng hình kim, là kim sinh cho thủy. Đó là tùy theo cái ước mộng của người đầu năm để mà mang cái màu áo. Thế nhưng mà nói thật với chị Thiên Nga, xưa nay người ta màu áo nói như vậy thì người ta an tâm thôi. Thực tế với cái tuổi mà còn trẻ, ví dụ còn trẻ như chị Thiên Nga chẳng hạn, mà nếu mà cái màu áo mà có thể tác động đến con người mình là coi như là lúc đó là đã yếu rồi. Dạ, cho những người già thì chị, người trẻ thì mặc áo nào cũng được, cái áo dạ. mà mình thích. Dạ, thưa thầy, năm Quý Tỵ sắp tới đó thì hợp với các tuổi nào và xung khắc với các tuổi nào ạ? Dạ thưa, trong tam hợp là Tỵ Dậu Sửu, thì như vậy thì Dậu và Sửu là những người trong tam hợp của năm Tỵ này. Dạ. Cái thứ hai nữa là tuổi Tỵ nó với thân nó nhì hợp với nhau. Dạ. Dạ, vì vậy là Sửu, Tỵ, Dậu, Sửu và tuổi thân, đó là những tuổi mà rất hợp với nhau. Riêng tuổi Hợi thì năm nay có xung, mà xung á, xung với thái tuế gọi là tuế phá, thì tuổi Hợi năm nay sẽ có nhiều cái bất lợi nhiều hơn thưa chị. Dạ vâng, chúng ta chỉ còn một phút nữa thôi. Dạ. Để xin hỏi thăm thầy là nhìn về Việt Nam đó thì thầy có thể cho biết là vận hạn của nước ta sẽ ra sao trong năm tới?
Thế thì mình coi là lịch sử của chúng ta đó, thì tất cả những năm quý vị đều là năm khởi đầu của một việc gì đó. Vâng. Đấy, thì tôi có thể ví dụ sơ cho quý vị chị là năm quý vị năm 53 chẳng hạn là cái phong pháp trao trả cho độc lập cho Việt Nam để bắt đầu cho một cái vận hạn mới. Ví dụ như vậy. Và năm Ất Tỵ thì đạo chánh tại năm Ất Tỵ năm 1965 đạo chánh tại có đạo chánh tại Sài Gòn và bắt đầu một cái đề nghị cộng hòa của Nguyễn Văn Thiệu. Ví dụ như vậy là hoàn toàn số với chúng ta đến đất nước Việt Nam chúng ta cứ năm Tỵ là năm khởi đầu không mà có một cái vấn đề gì đó là khởi đầu. Vậy tôi nghĩ rằng là chắc năm nay cũng có một vấn đề gì đó, có một khởi đầu một cái vấn đề gì đó, thì cái chuyện khởi đầu thì quý vị sẽ biết rằng là tùy theo nếu mà kỳ vọng của dân hoặc là kỳ vọng của nghĩa là sao vì nói trước là số của Việt Nam á, sắp tới năm nay có sự thay đổi rất là mới nhưng mà đó sự bắt đầu khởi thế chị. Dạ vâng, chúng tôi cũng tra cứu ở trong tài liệu lịch sử Việt Nam đó thì được biết là cuộc nổi dậy của các dân tộc vùng Việt Bắc chống quan nhà Nguyễn tham ô cũng bùng phát từ đầu tháng 7 âm lịch của một năm Quý Tỵ, đó là năm 1833, do Nông Văn Vân làm thủ lĩnh, là một cuộc đấu tranh rộng lớn và tiêu biểu nhất của các dân tộc thiểu số ở thế kỷ thứ 19, đã khiến quan quân của nhà Nguyễn khá vất vả. Thưa thầy, rất là cảm ơn thầy đã dành cho chúng tôi thời giờ cho cuộc mạn đàm rất là thú vị hôm nay và xin chúc thầy cùng gia quyến vạn sự cát tường trong năm tới. Cảm ơn chị Thi Nga, cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của quý đài và kính chúc quý đài một năm khán thính giả một năm an khang và thịnh vượng. Vâng. Và cũng xin gửi đến quý khán thính giả những lời chúc đẹp nhất của buổi Tân Xuân. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thiên Đốn sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý vị đón xem.